bạn thân mến, chào mừng bạn quay trở lại với Top Sawa và ngay sau đây sẽ là những thông tin thú vị có trong ngày. Trong các cuộc đọ sắc trên thảm đỏ thì các mỹ nhân hoa ngữ thường lựa chọn cho mình những bộ trang phục lấp lánh để thu hút mọi ánh nhìn và chiếm trọn spotlight. Và ngay sau đây hãy cùng Top Sawa điểm lại những lần các mỹ nhân hoa ngữ khoác lên mình những bộ trang phục lấp lánh và để xem ai là người xinh đẹp nhất nhé. Thứ nhất, Dương Mịch. Luôn là người nhạy bén với các xu hướng thời trang, Dương Mịch không thể bỏ qua những chiếc váy lấp lánh sang chảnh cuốn hút này. Với nhan sắc xinh đẹp vừa ngọt ngào vừa sắc sảo và dáng người quyến rũ, mỹ nhân tam sinh tam thế khéo léo làm tôn lên lợi thế hình thể của mình khiến khán giả chẳng thể rời mắt được. Thứ hai, Châu Tấn. Cách đây không lâu thì nàng đại hoa đán Châu Tấn khiến cộng đồng mạng phải trầm trồ khen ngợi với nhan sắc quá đỗi hoàn hảo. Xuất hiện tại sự kiện với chiếc váy cúp sang chảnh khoe khéo được dáng người thanh mảnh và chiếc eo bé tí hút mắt, thiên tài diễn xuất si bít khiến bao người mê mệt không thôi. Xinh đẹp thế này bảo sao nữ diễn viên họa bì lại được tung hô là nàng thơ Chanel phương Đông. Thứ ba, Địch Lệ Nhật Ba. Là nữ thần sắc đẹp thế hệ mới của showbiz hoa ngữ, Địch Lệ Nhật Ba chưa bao giờ khiến người hâm mộ thất vọng về mặt ngoại hình. Sở hữu vóc dáng chuẩn không cần chỉnh, nàng mỹ nữ Tân Cương khá ưu ái những chiếc váy lấp lánh bó sát, khiến cô tỏa sáng tựa nữ thần mỗi khi xuất hiện. Thứ tư, Angelababy. Mỹ nhân bất bại trên thảm đỏ Angelababy cũng chẳng hề thua chị kém em trong cuộc đọ sắc này. Gương mặt xinh đẹp không tì vết, dáng người thanh mảnh lại thêm những bộ lễ phục hàng hiệu sang chảnh thanh lịch đã giúp nữ diễn viên cô phương bất tự thường luôn chiếm trọn spotlight mỗi khi xuất hiện. Thứ năm, Cảnh Điềm. Nghe danh hiệu đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh là đủ biết nhan sắc của Cảnh Điềm chẳng phải dạng vừa. Đặc biệt sau khi tìm được cách trang điểm phù hợp với mình, nhan sắc của người đẹp từ đằng ngày càng lên hương, đúng chuẩn đóa hoa phú quý của nhân gian. Thứ sáu, Ngeni. Là nữ hoàng thảm đỏ thế hệ mới của showbiz hoa ngữ, Ngeni luôn làm người hâm mộ bất ngờ với gu thời trang thanh lịch cuốn hút. Khoác lên mình bộ váy lấp lánh nổi bật, mỹ nhân kim lăng thập tam thoa khiến biết bao trái tim phải lỡ nhịp vì quá đỗi xinh đẹp và sang chảnh. Thứ bảy, Cúc Tịnh Y. Nàng mỹ nữ 4.000 năm Cúc Tịnh Y cũng là đối thủ đáng gờm trong cuộc đua sắc đẹp này. Xuất hiện tại sự kiện với bộ váy lấp lánh màu xanh nổi bật, nữ diễn viên Như Ý Phương Phi thậm chí còn lọt vào top tìm kiếm trên mạng xã hội khi khoe khéo được eo thon cực phẩm và nhan sắc xinh đẹp hút chặt mọi ánh nhìn. Thứ 8, Đường Yên. Là cái tên quen thuộc trong bảng xếp hạng nhan sắc xứ Trung, Đường Yên dễ dàng gây mê khán giả với vẻ đẹp vừa ngọt ngào vừa sắc sảo. Mỗi khi diện váy lấp lánh tại sự kiện, nữ diễn viên Cẩm Tú Vị Ương đều khiến mọi người phải trầm trồ khen ngợi. Thứ 9, Quan Hiểu Đồng. Từng bị chê gu thời trang thảm đỏ, giờ đây Quan Hiểu Đồng đã có cú lột xác ngoạn mục, trở thành mỹ nhân 9X thanh lịch được săn đón hết mực. Nhìn vào khoảnh khắc xinh đẹp của nàng khuê nữ quốc dân khi mặc váy lấp lánh, thì mọi người cũng hiểu vì sao cô lại khiến Lộc Hàm, một trong những tứ đại lưu lượng showbiz, mê mệt đến như vậy. Thứ 10, Mao Hiểu Đồng. Cũng đôi trên váy lấp lánh, Mao Hiểu Đồng khiến bao người xao xuyến với vẻ đẹp yêu kiều duyên dáng. Nữ diễn viên yêu em từ cái nhìn đầu tiên ngày càng xinh đẹp cuốn hút, đặc biệt là khi thử sức với các trang điểm mang hơi hướng mỹ nhân Hồng Kông trong giai đoạn Hoàng Kim. 1. Tần Lam. Với nhan sắc đầm thắm mặn mà, Tần Lam luôn thu hút mọi ánh nhìn mỗi khi xuất hiện tại sự kiện. Mỹ nhân Diên Hy Công Lược cũng chẳng hề thua chị kém em khi khoác lên người chiếc váy lấp lánh màu xanh nổi bật, khiến người hâm mộ xao xuyến không thôi. 12. Đồng Lệ Á. Nàng mỹ nữ Tân Cương Đồng Lệ Á cũng cuốn hút chẳng kém với vẻ đẹp trong trẻo thanh thoát, khí chất hơn người. Với nhan sắc hoàn hảo đến vậy thì nữ diễn viên cung tỏa tâm ngọc luôn dễ dàng xử đẹp mọi loại tạo hình, gây mê khán giả mỗi khi sải bước trên thảm đỏ. Vậy còn đối với bạn thì ai mới là mỹ nhân xinh đẹp nhất trong những bộ trang phục lấp lánh? Và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!